Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta đến với con game đó là Tân Cửu Thiên ha. Ok, thì ở này giới thiệu đến anh em một cái bảng Huy khá là nhiều luôn ha. Huy tới 50 mấy 60 triệu kim nguyên bảo á nha anh em. Nhắc lại là 50 mấy 60 triệu kim nguyên bảo nha. Ok, bây giờ chúng ta vào game nào. 4 lát nhân vật thì chắc cũng không cần mà phải hướng dẫn rồi nói nhiều nữa. Ok, vô game ha. Đó. Bây giờ chúng ta vô game, bỏ qua cái phần này đi. Ngoặt cảnh thì chúng ta biết hết rồi ha. Ok, chương 1. Đầu game vô thì để coi quy cho chúng ta cái gì đây. Ủa sao chưa bấm vô được cái túi ta. Rồi, cuối cùng thì nó cũng vô được ha. Nó đông người quá, tại vì phi nhiều quá anh em. Nên là đông anh em chơi nên là nó hơi bị lắc lắc, bị nắc nắc chút ha. Có gì anh em không cảm ha. Thì, chứ để nhiều anh em bảo là heo úp con game gì đâu mà nó lắc quá sao mà chơi. Tại vì nó phi tới mấy chục triệu lận nên là nó lắc nha anh em. Anh em không cảm, đó. Đó, thấy không? Rất là nhiều người đang chơi kìa, thấy không? Trời ơi, 3-4 bạn đang chơi ha. Có nhiều game thì nó ít người lắm, anh em vô chả thấy con ma nào chạy vòng vòng luôn á. Chỉ có mình chạy thấy nó buồn hiểu. Rồi, vẫn như cũ luôn, đó. Vô là chúng ta sẽ nhận được VIP 15 và full quà VIP nè. Đó. Đâu rồi đó, VIP nha. Đó, bữa nay là heo sẽ không có nâng, không có xài bất cứ gì hết. Heo sẽ để y kim nguyên bảo đó luôn. Và chờ mà ăn hết đống kim nguyên bảo đó luôn. Với lại quà trưởng thành nữa là để xem. Quà trưởng thành là có kim nguyên bảo trong đó luôn nha anh em. Đó, đầu game này chúng ta huy được 6 triệu 6 nè ha. Rồi, đó, bây giờ sẽ chạy nhiệm vụ. À, trước khi chạy nhiệm vụ thì heo lướt qua phần thông tin server cho anh em ha. Cho anh em nắm. Đây là server của game nè anh em. Đó, Tân Thiên Hạ nè. Đó, bản này là bản Free EOS nha anh em. Đó, thiệt khổ luôn á. Game mà Free EOS thì giờ anh em cũng không chơi nữa. Rồi mai chiều lại hỏi sao mà anh heo ơi game có game nào EOS không? Đây, Free EOS vĩnh viễn nè ha. Đó, Free VIP 15, Kim Nguyên Bảo. Open server mới vào 11 giờ ngày 18 tháng 11, 2020 ha. Đó, 11 giờ nha anh em. Rồi, trang chủ nè. Đó, tải game. Rồi, tham gia sự kiện để nhận quà nè. Đó, phần quà là trị giá 4 triệu rưỡi nha anh em. Đó, rất là ngon luôn, tạo nhân vật là nhận luôn VIP 15 và 6 triệu. 6 triệu 6 nha. Rồi bây giờ heo sẽ chạy nhiệm vụ ha. Rồi heo bữa nay heo không ăn cái code gì hết và chạy nhiệm vụ lên level cao để mà xem nó được bao tổng là bao nhiêu kim nguyên bảo luôn nha. Rồi chạy nhiệm vụ nãy giờ lên được level 83 rồi nè ha. Rồi bây giờ danh hiệu hả? Ok, danh gì thì danh. Rồi nãy giờ heo chưa có xài cái gì hết, bây giờ bắt đầu đi xài nè. Đó, qua 7 ngày thần khí đồ đỏ nè. Cộng mỹ nhân nè, đem về nuôi cho tốn gạo nè. Rồi tọ kỳ hiếm nè nha. Đó. Rồi tích nạp 7 ngày chưa có nạp. Rồi hoạt động gộp server gì đó cũng chưa luôn. Chỉ có quà thăng cấp thôi. Đâu rồi,
server mới chưa luôn, rồi hoạt động nè, tâm bảo hoạt động, vô hoạt động rồi chưa luôn. Mày đứng yên cho tao làm coi thiệt chứ. Đâu rồi? Quà chiến, quà phúc lợi. Đúng rồi, phúc lợi. Bổ sung. Không có, đây cấp nè ha. Đó, nhận hết nha. Đó, đó. Đó, Kim Nguyên Bảo lên rồi thấy không? Đó. Lên được 22 triệu. Đúng rồi, 22 triệu rồi ha. Rồi, bây giờ trong này còn không? Đây còn một đống trong này nè. Đâu rồi, sữa để cho nó xài hết luôn. Đâu rồi, còn không? Rồi, hết rồi ha. Tổng là chúng ta được 24 triệu nè. Rồi, bây giờ ra nhập code nha anh em. Anh em vào link ở dưới phần mô tả ha. Đó. Rồi, ở đây anh em nào chưa tải thì có thể bấm vào đây ha. Đây có iOS free nè. Đó, không thì bấm vào feed code. Rồi, code này Heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Heo đỡ ăn ở server 8. Đây, code VIP đàng hoàng nha anh em. Đó, dưới phần mô tả luôn. Đó, nhập vô. Đó, code. Để nhập hết 3 cái code luôn rồi tính ha. Rồi, đó. Sugar Daddy, Sugar Baby gì nè. Đó, nhập. Đó, 3 code VIP luôn nha anh em. Đó. Rồi có code like share này nọ nữa nha. Đó. Mà bây giờ chúng ta gì ạ? Có lỗi gì đó. Code đã hết hạn rồi hả? Ok. Rồi vậy là tổng là chúng ta sẽ được lãnh nè. Lãnh nữa nè. Ok, lãnh toàn bộ đi. Rồi, đó. Rồi bây giờ vào ha, sử dụng. Đó, 74 triệu nha anh em. Đó. Tổng là chúng ta được phi 74 triệu nha. Ngon lành cành đào chưa? Rồi bây giờ đi đánh boss. Đậu xanh con boss chắc chúng ăn hết rồi quá. Có ai ăn chưa? Chưa. Được, đó, ok. Đó, thấy không? Tổng là game này phi cho chúng ta là 74 triệu Kim Nguyên Bảo nha anh em. Đó, 74 triệu, tha hồ mà nâng đồ, ép tướng, ép đồ luôn. Trong thời gian mà chờ nó đánh boss thì Heo sẽ đi nâng ha. Nâng cái này, nâng mỹ nữ hả ta? Có tiền không đi nâng đây? Ok, ok, tự mua rồi nâng cấp luôn. Mua mà, đó. Để nâng cấp mỹ nữ đồ lên. Cái này là tâm nè, nhận nè, nhận nè. Mà để kiếm con mỹ nữ nào ngon ngon coi ta. Tự động mua hả? À, đây đây đây, mỹ nữ. Mua bằng Kim Nguyên Bảo khóa thường hả? Thôi vậy thôi, để ta nâng cấp con này lên ta xài. Đó, đó, một lần như vậy là mênh mông. Trời ơi, chơi đi anh em. Game phi tới 74 triệu hơn lận ha. Đó. Chưa nhập code like xe đó. Code like xe trị giá 4 triệu rưỡi nữa. Nhưng mà chị Heo chưa có nhập nha. Và Heo đang đánh boss nha. Đó. Kim Nguyên Bảo không khóa là chưa có nha. Bây giờ sẽ đi đánh boss và để kiếm Kim Nguyên Bảo không khóa nha. Đó. Cứ ở đây chúng ta đánh boss là sẽ có Kim Nguyên Bảo không khóa luôn. Kim Nguyên Bảo không khóa và quà tích nạp luôn nha anh em. Kim Nguyên Bảo không khóa này là tích nạp luôn nha. Ăn là nó sẽ tích nạp cho anh em luôn. Là phi luôn quà VIP và nạp đầu này nọ luôn. Rồi tích nạp luôn, đủ thứ luôn nha. Ngon lành lắm. À, tự động nâng. Má nâng cái này hơi cực ha. Sao nó không nâng một lần luôn ta? Đúng không anh em? Thấy mình ngồi không cái nó nói là mình rảnh. Cái đầu nó cho mình cái bảng để mình điền vô. Mỹ nhân, chúng ta chỉ có một con thôi mà đúng không? Đậu xanh con này bự hơn nè. Ok, ok, để ta tiến cấp hết. Đó, đó, đó. Gớt, gớt, đó. Kim Nguyên Bảo nè, Kim Nguyên Bảo nạp nè. Đó, để ok, ok, để đi kiếm thêm con nữa. Hình như con bên này chưa có ai giết. Má xém tí nữa chết rồi.
Giờ này là chắc anh em đi chơi hết rồi, chưa có ai đánh boss hết. Đó, heo sẽ đánh. Rồi, ăn ha, ăn luôn. Đâu rồi, đây, hai cục. Sử dụng. Sử dụng, được 19.000 nè ha. Đó. Rồi, chúng ta ra. Chưa đâu, để đánh vài con đi. Trong khi chờ nó đánh thêm vài con thì heo sẽ đi nâng mỹ nữ và nâng này kia ha. Đó. Nâng tiếp lên chứ. Ôi mà mỹ nữ nâng riết chán lắm. Nâng hình tượng nè, đó, vô nâng tọ kỳ lên ha. Ngon lành, ngon lành. Tới 74 triệu lận nha anh em. Đó, tha hồ mà chơi ha. Game này free rất là nhiều luôn, cho anh em tha hồ mà nâng cấp rồi. Nói chung là đầy đủ hết, anh em muốn gì có đó luôn. Đã đời luôn ha, đó, 74 triệu tha hồ mà nâng ha. Nâng con này cũng hết 6-7 triệu á. Nhưng mà yên tâm, cứ nâng bình thường ha, hết thì sẽ có thêm hoạt động này nữa. Rồi anh em đi săn boss, rồi ra quà nạp, rồi kim cương nạp này nọ ha. Kim cương, kim nguyên bảo này là kim nguyên bảo tích nạp chứ đâu phải kim nguyên bảo thường đâu anh em. Đó, nên là cứ tha hồ mà trend ha. Đó. Boss hình như là nó tính cái đam đầu hay gì á. Đam đầu tiên của anh em mà ăn rồi là mấy cái đam sau là chúng ta lụm luôn, nghe nói là vậy ha. Và mấy lần rồi heo test thì cũng như vậy. Đó, 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 chuẩn bị chết thêm một con nữa kìa. Đó, lụm luôn ha. Rồi qua bên kia dứt luôn con bên kia nữa. Lụm luôn nè, đó, sử dụng thành công. Đó, cứ để cho nó đánh đi, chúng ta đi á đù, bên này là có người ăn rồi, có người ăn rồi. Người ăn rồi thì còn con nào nữa không? Dạ, thời gian cũng 4 phút mấy để hót ra ha. Đâu rồi, đâu rồi. Nếu ăn cũng được 2 cục, 4 cục chứ ít nổi gì anh em. Đó, gần 40 ngàn ha. 40 ngàn, bây giờ chúng ta có nạp đầu luôn. Đậu xanh mi. Đâu rồi, nạp đầu. Đây, nạp đầu nè ha. Đó, lụm nạp đầu nè. Đó, ngon không, ngon không? Ngon thì lái xe liền. Đó, còn nữa, tích nạp nữa nè. Đó, lụm luôn, lụm luôn, lụm lúa nha. Ăn tiếp thì chúng ta sẽ mở ra thêm ngoại trang thú cưỡi này nọ. Đồ, boss thuộc về ai đây, boss thuộc về ai đây? Ủa, không phải, à boss thế giới gì đây? À, của mình, của mình, của mình, của mình. Ok, ok, heo, heo, heo là người ăn nha. Phải không? Nếu mà heo ăn con boss này là phải có cái chữ ở trên chứ ta. Hay là boss thế giới là boss khác nữa trời. À, boss này boss khác, boss làm nhiệm vụ. Đậu xanh cưng. Rồi, đâu rồi, hoạt động nè. Đó, thưởng nạp liên tục nè. Đó, nạp lụm nè. Lụm nè. Đó, anh em vô cứ trên boss là có quà nha anh em. Đó, lụm nè, lụm nè. Nhóm người mua cái gì ta không cần biết ha. 30 người mua gì nè. Có tiền là mua hết. Đó, có tiền mà. Huy tới 74 triệu rồi, đánh boss là ra quà nạp này nọ các thứ mà. Đó. Mua nha. Mua nha, không cần quan tâm đến tiền bạc đâu hết thì đi trend nữa. Rồi đây quà nạp gì đây? Quà nạp nữa nè. Phải không? À này rút thăm. Ok, rút lần nữa. Má rút biết bao giờ mới ra được bộ đồ ngon. Ờ ha. Ok em. Ơi không đủ hả? Trở lại. Má ta quyết tâm ta lấy được cái đó. Yên, yên nào, ở yên nào. Này là tọ kỳ. Này là tâm bảo nè. Mua, mua 500 cái. Ok, 25. Ủa đủ không? Thiếu nữa hả? Đó. Mở, mở nữa đi. À hết rồi hả? Đậu phòng. Cái kho méo ra cái lờ gì hết. Nãy mua đồ hết mớ rồi quên. Đó, quà nạp nữa nè. Đó, quà nạp bên này nữa nè. Đó, game free quà nạp là thấy ngon rồi hả? Kim nguyên bảo là kim nguyên bảo nạp luôn. Đó,
3 ngày cuồng chiến gì tao nhận luôn, lụm được cái cánh nữa chứ. Trời ơi à, trời ơi à, ngon lành. Rồi cái gì tùm lum nữa nè. Rồi phúc lợi. Đó, quà lên level nữa. Lên level là chúng ta sẽ có kim nguyên bảo tiếp anh em. Đậu phộng, kim nguyên bảo miết luôn á. Đó, 88 triệu rồi. Mà nó cứ lên level là có kim nguyên bảo. Đó, nạp ngài nè, lãnh nè. Ngon lành. Rồi đó, tích nạp nữa nè, lụm nè. Đó, rương nè ha. Đó. Rồi tiếp theo là cái này là tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn cũng không ngon lắm đâu anh em. Tụ bảo bồn chưa vui chứ làm gì có quà ngon ta. 500, 1000. 1000 được 1500. Lời 500, 2000 nữa nè. Này để đánh boss sướng hơn nha. Một con là gần một con boss như vậy là chúng ta gần 20.000 rồi đó. Ngồi tụ bảo bồn như điên vậy. Rồi ha, ok. Rồi nhắc lại một lần nữa cho anh em luôn là server mới open vào ngày 18 tháng 11 ha, 11 giờ. Đó. Có EOS Huy Vĩnh Viễn nè, Huy VIP 15 và Kim Nguyên Bảo khóa luôn. Rồi đầu vô thì chúng ta sẽ được VIP 15 và 6.6 triệu nha. Nhập code ở dưới phần miêu tả và ăn quà level nữa là chúng ta sẽ được khoảng 74-78 triệu nữa. Đó, rất là ngon đúng không? Rồi, còn quà like xe nữa nè. Đó, 4.5 triệu. Đó, ngoại trang này nọ. Đó, bây giờ Heo sẽ ăn quà like xe cho anh em xem ha. Rồi, ăn code vừa xong. Đó, lãnh phụ kiện nè, ngon lành luôn. Rồi, ở trong hồi nãy ta mới lãnh cái đống gì vậy ta? Đầy đồ điền luôn, tá điền luôn, ngon lành. Này nè. Đó, đó, nâng lên, trời ơi. Ngon lành nha. Bỏ vô. Rồi, ở đây chúng ta có quà sử dụng gì đây? Còn cái này là để đổi trang bị nè ha. Đó, hít cái nào đổi cái đó. Khá nhiều ha, heo được huy tới 58 hơn bao nhiêu vậy ta? À, 200 mấy hả? Ok, sẽ đổi cái áo, kinh kiếm, cái cánh. Rồi ở bên này thì tất nhiên là sẽ đổi cái vòng này rồi, chứ ai đâu mà ngồi trên cái này. Đó. Rồi thêm cái này cái gì vậy? À, khung avatar. Ok, rồi. Rồi ha, đó, đẹp trai đẹp gái rồi. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, rồi, một con game rất là hay luôn. Phi mấy chục triệu luôn nha anh em. Phi 70 mấy triệu luôn. Nên là anh em tranh thủ tải nha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.